Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Nói đến khu dân cư Kiều Đàm là một khu dân cư rất là yên tĩnh, an ninh và được bảo vệ 24/7. Ở đây thì có những cái chốt bảo vệ là thường xuyên là có những cái dân quân tự vệ sẽ là đi tuần tra và kiểm tra những cái hoạt động của khu dân cư. Thì Phước Sửu đang đứng tại đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Mặt trước của Phước Sửu đang đứng là một cái cầu Kiều Đàm dẫn từ khu dân cư Him Lam qua khu dân cư Kiều Đàm. Thì trong này thì Phước Sửu có rất là nhiều vị trí lô, nhưng hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất rất là đẹp và nó rất là gần đường lớn. Thì theo chân Phước Sửu cùng với Ngọc Minh sẽ là chi tiết đầy đủ cho mọi người về vị trí lô đất này nhé. Vị trí mà lô đất Phước Sửu đang chào với mọi người đó là lô đất với diện tích 4x19. Lô đất nằm thuộc khu dân cư Kiều Đàm, là một khu dân cư an ninh, sang trọng. Lô đất hướng đông nam, và điều đặc biệt là lô đất này có thổ cư 100%, mua bán là xây dựng ngay. Quý anh chị nhìn theo những cái căn nhà kế bên thì thấy lô đất này xây dựng gần như hết diện tích của lô đất luôn, và được phép xây dựng đến 3,5 lầu. Mình có thể thiết kế xây dựng được hầm. Đường trước nhà của lô đất là 7m, xe hơi tránh nhau. Từ vị trí của lô đất, mình di chuyển ra đường lớn khu dân cư Kiều Đàm mất tầm khoảng 200m. Với khu dân cư này, một lô đất 4x19, giá cực kỳ rẻ do gia chủ rất là cần bán. Lô đất 4x19 có sổ hồng cầm tay, và quý anh chị mua bán sở hữu thì công chứng sang tên ngay. Vị trí của lô đất rất là đẹp, nằm cận kề rất là nhiều công trình nhà đã xây dựng san sát nhau rồi nha quý anh chị. Quý anh chị sở hữu lô đất này thì sở hữu ngay, bởi vì hiện tại có một mức giá cực kỳ thấp hơn giá thị trường. Rồi, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về khu dân cư Kiều Đàm. Rất là nhiều sản phẩm tại khu dân cư Kiều Đàm này chào bán, và vị trí của khu dân cư Kiều Đàm này kết nối với khu vực nào thì Phước Sửu sẽ phân tích rõ hơn nhé.